Ngay sau đây xin mời quý vị sẵn sàng đến với vòng tiếp theo rất quan trọng ngày hôm nay, quyết định cuối cùng sau vài hình ảnh quảng cáo. Và bây giờ là đến phần quan trọng dành cho hai cô gái. Xem hai cô gái chúng ta có nhận được hai cuộc điện thoại của hai chàng trai ngồi phía trên hay không nha. Xin mời tất cả bước lên sân khấu. Tất cả các bộ phát tín hiệu đều đã xuất hiện ngay trên sân khấu rồi. Và chúng ta đã có hai cặp. Không biết là họ có bắt sóng được tần số tình yêu của nhau hay không. Cặp đầu tiên đó chính là Thùy Linh và Trần Toàn. Hồi bây giờ xin mời bạn Thùy Linh hãy giơ điện thoại của mình lên để cho tất cả mọi người đều thấy xem có cuộc điện thoại từ Trần Toàn hay không nha. Rất hồi hộp. Và bây giờ tất cả mọi người sẽ cùng đếm ngược từ 5 cùng với Hòa Rapper nhé. 5 4 3 2 1 Xin mời. Và kết quả là không có tần số tình yêu. Không có tần số tình yêu. Qua quá trình tiếp xúc thì thấy là Thùy Linh là một cô gái rất mạnh mẽ, cá tính và đặc biệt là tự lập. Chính vì lý do đó Trần Toàn cảm thấy là giữa hai bạn có một khoảng cách, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nghe những gì mà Linh nói á, thực sự Linh rất là giỏi. Giống như của anh nói là khoảng cách xa quá nên không hợp ạ. Dạ. Có nhiều điểm không? Đó là cảm nhận riêng của Trần Toàn và chúng ta cũng phải tôn trọng vào quyết định của anh ấy. Nhưng thôi, chúng ta hãy làm bạn với những cái bắt tay nào. Xin mời hai bạn. Chúng ta hãy chạm mặt nhau một cái nào. Cảm ơn hai bạn đã đến với tần số tình yêu. Và bây giờ thì chúng tôi xin tạm biệt Trần Toàn và Thùy Linh. Chúc các bạn sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, may mắn trong cuộc sống. Xin chào hai bạn. Tạm biệt. Tiếc cho một cặp vừa rồi, nhưng mà không sao, vẫn còn một cặp nữa. Mà cặp vừa rồi nhìn xứng đôi ha, hai bạn đều rất là cao. Lê Lộc nghĩ rằng là chắc là cả hai không đồng quan điểm với nhau, nên là không có bắt được tần số của nhau. Và bây giờ tần số đến từ cặp còn lại là Nhật Linh và Hoàng Phúc sẽ ra sao đây? Mời Nhật Linh nhé. Hồi hộp quá. Hola. Nếu mà bây giờ Linh mà quay lại á, Linh sẽ bất ngờ bởi vì anh biết Linh là ai. Vậy Linh biết anh là ai không? Mình có Facebook nhau và Linh có một mối quan hệ cũng hơi xa, nhưng mà Linh sẽ biết anh là ai. Rồi bây giờ Linh nhắm mắt lại nè. Phúc bước lên đi nào. Nhắm mắt lại. Để chuẩn bị nha. 3, 2, 1, xin mời. Xin mời. Sao vậy hả? Bất ngờ đúng không ạ? Anh chàng này là có mối quan hệ như thế nào với bạn từ trước đây? Anh này là bạn của anh trai. Bạn của anh trai hả? Bạn của anh trai thì không có lý do nào mà có khoảng cách nó xa nó như vậy hết. Mình quen biết nhau rồi mà. Chính xác, Linh là em gái của người yêu của thằng bạn thân với mình. Nhưng mà tại vì Linh là ở mới nhiều hơn cho nên là cũng chưa gặp nhau bao giờ. Hình như mới gặp được có một lần nhưng mà cũng chả có ấn tượng gì hết. Dạ. Nhưng mà hôm nay là Phúc có biết là Linh tham gia chương trình này không? Tới lúc mà đi ra mà đeo mắt kiếng vô mới biết á. Chứ lúc đứng hát là cũng chả biết, không thấy đường. À hẹn chi hồi nãy anh hát xong anh nói là có năm. Bí mật đã được bật mí. Chắc là có duyên anh hả? Rõ ràng là một cái duyên tiền định, cảm xúc rất là thật từ sân khấu ngày hôm nay. Bây giờ hai người có thể nào thể hiện tình cảm chút xíu không? Hiện tại thì bây giờ em của bạn mình thì mình vẫn phải coi là em gái. Còn sau này có gì đi nữa thì là cái chuyện đó để sau. Em gái. Ừ đó, vậy á. Đó. Trời ơi, hợp ha. Mới nói em gái mà không có gì trời. Thôi mình hùng qua Facebook đây em. Ok. Ai chụp hình nữa? Không, mình sẽ FaceTime. Mình không, có mình hùng Facebook. Trời. Công nghệ 4.0 ghê thiệt. Rồi gọi Facebook cho nhau nè. Nè. Ok. Hello Linh, hùng. Rất đáng yêu và dễ thương. Hy vọng là mối quan hệ của mình sẽ càng ngày càng tiến triển đẹp hơn nữa. Và chương trình tần số tình yêu cũng có phần quà dành cho hai bạn. Đây.
Mong rằng hai bạn sẽ giữ trọn vẹn những cảm xúc rung động này. Cho dù là có em gái hay là người yêu đi chăng nữa thì Hà Hồi phân giải. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Tần Số Tình Yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tần Số Tình Yêu mùa 2, 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.